tìm đâu được nhà liền kề ô tô tải có thể đỗ cửa mà chuẩn bị bàn giao nhà được ngay, giá thì siêu siêu rẻ, chỉ có 2 tỷ 200 triệu đồng mà căn nhà 4 tầng sổ đỏ đầy đủ bàn giao nhà được luôn ở quận Hà Đông à quý vị. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị căn nhà này nhá. Với cái căn nhà này thực tế luôn, diện tích 36,5 m², nếu như mà Ngọc Anh không quay tại thời điểm này thì có thể đến lúc hoàn thiện xong lại không có video để quay và gửi tới cho quý vị mất. Và bởi vì cái căn nhà này nó quá rẻ, không bị lỗ bất kỳ một cái phong thủy gì, và cái thiết kế thì mọi người có thể nhìn thực tế phần thô đây mọi người ơi, đang vào phần hoàn thiện rồi, cửa sổ thông thoáng tứ phía luôn, căn nhà diện tích rộng. Vị trí cụ thể thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá bán 2 tỷ 200 triệu đồng. 2 tỷ 200 triệu đồng cho một căn nhà sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, đường ngõ ô tô thực tế như quý vị có thể nhìn nha. Và với cái căn nhà này thì đang là vào phần hoàn thiện, dự kiến 1 tháng nữa là có thể bàn giao nhà về ở được ngay. Thiết kế cũng rất là hợp lý, mời mọi theo em vào cụ thể sơ qua căn nhà này, nói sẽ nói sơ qua thôi cho quý vị có thể nắm bắt được nhá. Với cái căn nhà này thì tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ tứ phía. Và trên phía tầng 4 thì thiết kế một phòng thờ và một sân phơi riêng biệt mọi người ạ. Căn nhà này thì theo chủ nhà báo dự kiến là có thể bán giao trong tầm 1 tháng nữa, tuy nhiên quý vị có thể mua tại thời điểm này để có thể thay đổi màu sơn nha mọi người. Màu sơn theo ý của mình, còn giá bán thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, 2 tỷ 200 triệu đồng, đường ngõ trước nhà, gần như căn nhà này giá hiện tại. Nếu như để mà nói về phần đường ô tô thì căn nhà này đang là rẻ nhất rồi. Đó. Với cái vị trí này thì gần với gì nữa ạ? Gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với trục đường quốc lộ 6. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà 2 tỷ 2 này thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo. Thank you.